Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một hạt giống, đó là hạt giống hoa cát tường. Trong một gói này đã trộn lẫn màu rồi. Một gói được có 5 hạt thôi các bạn nhé, không được nhiều. Và xuất xứ của cái loại hạt giống này là từ Đức. Thế thời gian ra hoa của hoa cát tường rơi vào khoảng tầm 4 tháng rưỡi đến 5 tháng. Đó. Thế thì cái thời vụ mà các bạn trồng là từ tháng 8 cho đến tháng 10. Giờ các bạn sẽ tính theo lịch dương nhé. Cái hoa cát tường thì nó là ưa nhiệt độ ôn hòa, mát mẻ và cái nhiệt độ để cho cây sinh trưởng có sức điểm tốt là từ 18 đến 20 độ C. Thì các bạn thấy là hoa cát tường của chúng ta là ưa cái khí hậu khá là mát mẻ. Nắng quá thì nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất và lạnh quá thì nó cây nó cũng nó xuất phát chậm phát triển hơn. Đó thì các bạn biết là cái nhiệt độ như thế nào để cho chúng ta trồng vào đúng cái thời vụ thì nó sẽ năng suất rất là tốt của hoa.